Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Tâm Như bất ngờ lộ diện khác lạ, bóc trần sự thật với Hoắc Kiến Hoa, bọn con theo nghiệp diễn. Mới đây, Lâm Tâm Như đã xuất hiện trong một chương trình với tư cách khách mời. Ngay phần mở đầu, nàng Hạ Tử Vi để được MC hỏi về việc nấu ăn hàng ngày cho con gái. Về vấn đề này, Lâm Tâm Như cho biết, nhiều người có thể nghĩ rằng bình thường cô sẽ hay nấu những bữa ăn thịnh soạn với nhiều nguyên liệu đắt đỏ. Tuy nhiên, bà xã Hoắc Kiến Hoa nói rằng thức ăn hàng ngày cho con gái cô thường nấu khá đơn giản. Mỹ nhân Hoàn Chiếu Cách Cách tiết lộ, bí quyết nấu một đồ ăn hàng ngày cho con gái của tôi chỉ là nước dùng. Theo đó, dù nấu bất kỳ món nào, cô cũng sẽ sử dụng nước dùng để thức ăn của con gái vẫn thơm ngon và đủ dưỡng chất. Tiếp đó MC lại hỏi rằng, liệu ở nhà Hoắc Kiến Hoa có thường xuyên nấu ăn không? Trước câu hỏi này, Lâm Tâm Như lập tức trả lời, ồ, tất nhiên là không rồi, nếu bạn muốn so sánh thì tôi là đầu bếp giỏi nhất trong nhà. Trên trang cá nhân của Lâm Tâm Như, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất gia đình cô tự tay làm. Qua đó có thể thấy Lâm Tâm Như là người phụ nữ rất đảm đang, dù bận nhiều công việc nhưng vẫn chăm sóc tốt cho chồng và con gái. Như đã đưa tin trước đó, sau vài năm nghỉ ngơi, ở nhà chăm sóc con gái cho vợ yên tâm phát triển sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa đang rục rịch trở lại đóng phim, lần này anh sẽ kết đôi với nữ diễn viên Lưu Diệc Phi. Hoắc Kiến Hoa đang có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc để bắt đầu quá trình quay phim mới mang tên Câu Chuyện Hoa Hồng. Tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng khi đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên sau 5 năm vắng bóng. Trước đó, tài tử điện trai khiến người hâm mộ tiếc nuối khi không nhận phim mới, bỏ bê ngoại hình từ sau khi kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như. 5 năm qua, anh dành thời gian gặp gỡ bạn bè, đưa đón con gái cưng đi học, ủng hộ vợ thực hiện những dự án điện ảnh mới. Năm 2022, anh quyết định đóng cửa văn phòng đại diện tại Đại Lục và không hẹn ngày trở lại. Theo Sina, Câu Chuyện Hoa Hồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và được hai tập đoàn lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất. Đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn nhào nặn, Câu Chuyện Hoa Hồng được xem là dự án trọng điểm mà bất cứ ngôi sao nào cũng muốn được góp mặt. Dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi nhiều lần để lộ việc cô nhận lời mời đóng tác phẩm này. Cụ thể, tại một sự kiện gần đây, Lưu Diệc Phi chia sẻ cô trở về Bắc Kinh ghi hình cho dự án mới. Được biết, nhân vật Hoàng Mai Khôi, Lưu Diệc Phi sẽ trải qua nhiều mối tình trắc trở với những người đàn ông khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời, trong đó Hoắc Kiến Hoa vào vai Phó Gia Minh, bạn tri kỷ bị bệnh nặng không còn sức sống được bao lâu của Mai Khôi. Với dàn diễn viên hoành tráng, Câu Chuyện Hoa Hồng hứa hẹn sẽ tạo hiệu ứng tốt khi lên sóng, dự án được mong đợi tiếp nối trở thành công của Lưu Diệc Phi trong 2 năm qua. Về phần Hoắc Kiến Hoa, Câu Chuyện Hoa Hồng là một tác phẩm đáng chờ đợi của anh. Từ sau màn hóa thân ấn tượng Thánh Vua Càn Long trong Hậu Cung Như Ý Truyện, nam diễn viên chưa có bất kỳ tác phẩm tiếng vang nào, do vậy khán giả rất trông đợi được gặp Hoắc Kiến Hoa trên màn ảnh, sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi. Những ai yêu mến Si Biết đều biết trước khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa là một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, với ngoại hình và diễn xuất đều được đánh giá cao. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa được nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất săn đón. Anh gây ấn tượng với nhiều dự án như Hoa Thiền Cốt, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hậu Cung Như Ý Truyện. Theo Quy Quy, sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa lần này không chỉ có lợi thế, nam diễn viên 44 tuổi cũng đối mặt với một số khó khăn. Việc vắng bóng trong 5 năm qua và sự xuất hiện của những gương mặt mới bị đe dọa vị thế của Hoắc Kiến Hoa trong làng giải trí. Bên cạnh đó, việc đóng mãi dòng phim thần tượng khi đã là ông chú U50 của Hoắc Kiến Hoa cũng không còn phù hợp. Nhân tiếng của Hoắc Kiến Hoa còn bị ảnh hưởng một phần bởi chính thành công rực rỡ của bà xã Lâm Tâm Như. Những năm qua, Lâm Tâm Như không chỉ gặt hái thành tích trong lĩnh vực diễn xuất mà còn là một đạo diễn tài năng. Khi được hỏi về sự trở lại đóng phim của ông xã, Lâm Tâm Như tỏ ra rất lạc quan, cố tiết lộ vui vẻ lui về hậu trường ủng hộ chồng. Theo nữ diễn viên, thời gian qua, ông xã đã hy sinh để cô tập trung cho sự nghiệp. Nữ diễn viên họ Lâm cho biết, trong thời gian tới, cô không có kế hoạch ghi hình phim mới, cô muốn tập trung làm vợ, làm mẹ. Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của anh ấy đã hy sinh sự nghiệp vì tôi trong nhiều năm qua. Nếu anh ấy muốn quay trở lại đóng phim, tôi sẵn lòng lui về sau, được làm việc mình thích là điều tuyệt vời nhất, cô nói. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.